Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa Thanh và Chiết giải Quang Minh. Đánh bóng ngoài điểm cho đội Quang Chiết 2-0. Cần Thơ. Giải Quang Minh Cần Thơ. Mình chưa mở máy kịp các bạn. Thông cảm nha. Điểm cho đội Thanh 2-1. Quá quy lực. Đó, điểm cho đội Anh Chiết 3-1. Điểm 3-1. À, ngay Ô môn Cần Thơ nha mọi người. 4-1. Giải Quang Minh. Ô môn Cần Thơ. Đập bóng đốt điểm cho đội của anh Chiết 5-1. Mình mới tới nên cũng vừa đánh chuẩn bị chưa kịp mọi người. Thông cảm nha, mất một điểm đầu nha mọi người. Bỏ bóng tốt. Bỏ bóng tốt điểm cho đội anh Thanh 2-5. Điểm 2-5. Quá quy lực, đập bóng tốt rồi các bạn. Này sân ngắn quá, mình ngồi ngoài lưới. Cuối sân. Điểm 6-2. Bóng còn, thủ tốt nha mọi người. Điểm tốt. Đập bóng tốt điểm cho đội anh Chiết 7-2. Chắn bóng chạm lưới điểm cho đội anh Thanh 3-7. Gió quá các bạn ơi. Đẩy cây cầm ga đi luôn rồi. Quá đơn giản. Bỏ bóng đó điểm cho đội Thanh 4-7. Bóng tốt. Bóng chạm ra chắn ra ngoài. Điểm cho đội anh Chiết 8-4. Đá bóng không qua lưới. Điểm cho đội anh Thanh 5-8. Thời tiết hôm nay gió lắm các bạn. Camera mình để nó bị kéo hoài. Chán bóng tốt điểm cho đội anh Thanh 6-8. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt điểm cho đội anh Chiết 9-6. Điểm 9-6. Bóng ngoài. Đánh bóng ngoài điểm cho đội anh Chiết 10-6. Đá bóng tốt điểm cho đội anh Chiết 11-6.
Cất tiếp bóng ngoài. Đánh bóng ngoài, điểm cho đội chế 12-6. Đá bóng tốt, điểm cho đội chế 13-6. Bóng tốt. Đập bóng tốt, điểm cho đội anh Chiến 14-6. Đội anh Thanh lưu ý điểm cuối của trận đấu thứ nhất. Đội bóng hỏng, điểm cho đội anh Chiến 15-6. Kết thúc trận đấu. Xích 2 giữa Tem Chiết và Tem Khanh nữa bạn. Bóng tốt. Bóng giảm tay trắng ra ngoài, điểm của đội giải Ô Môn Cần Thơ. Giải Quang Minh, Cúc Quang Minh, Ô Môn Cần Thơ nha mọi người. Bóng còn, đập bóng tốt. Bóng chạm tay ra ngoài, điểm cho đội chế 1-1. Bóng hỏng, điểm cho đội anh Thanh 2-1. Bóng còn. Đánh bóng ngoài, điểm cho đội anh Thanh 3-1. Bóng ngoài. Bóng ngoài điểm cho đội anh Khanh 4-1. Chán bóng tốt, điểm cho đội anh Khanh 5-1. Bóng ngoài, điểm cho đội anh Chiết 2-5. Đỡ bóng hỏng, điểm cho đội anh Chiết 3-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho đội anh Khanh. Sáu ba. Tốt, điểm cho đội anh Chiến 4-6. Điểm cho đội anh Chiết 5-7, điểm 5-7. 5-6 các bạn. Không còn. Bỏ bóng tốt. Bỏ bóng tốt. 6 điều. Điểm 6 điều. Bỏ bóng tốt, điểm cho anh Thanh 7-6. Bỏ bóng tốt.
Điểm 76. Điểm cho anh Thanh. Điểm cho anh Chiếc. 7-6. Phá bóng ngoài, điểm 7 đều. Rồi 87 nha mọi người. Bỏ bóng tốt. Tám đều. Bóng vẫn còn. Rất tiếc, ăn tay không thành công. Điểm cho đội anh Thanh 9-8. Bóng ngoài. Đã bóng ngoài, điểm cho anh Chiếc 9 đều. 9-8. Còn 18 luôn. Bỏ bóng ngoài. 11-8. Bỏ bóng chạm tay ra ngoài. Điểm cho đội anh 9-11. 9-11. Bỏ bóng tốt. Điểm cho điểm 12-9. 12-9. Bỏ bóng tốt. Điểm cho đội anh Chiếc 10-12. Kết thúc trận đấu à. Hiện tỷ đô là bóng tốt. Điểm cho đội anh Thanh 13-10. Bóng ngoài. Điểm cho đội anh Thanh 14-10. Hai đội lưu ý điểm cuối. Phát bóng không vào lưới. Điểm cho đội anh Chiếc 11-14. Bỏ bóng chạm tay ra ngoài. Điểm cho đội anh Chiếc 12-14. 12-14. Đập. Bóng ngoài. Kết thúc xét đấu. Bóng tốt không rồi. Là bóng tốt nha. Kết thúc hai đội hòa nhau 1 đều. C3 giữa tem Khanh và tem Chiếc. Chẳng bóng tốt. Điểm cho, điểm cho Khanh 1-0. Không.
Điểm cho đội anh Khanh 2-0. Đập bóng tốt. Điểm cho đội anh Chiếc 1-2. Đắp bóng mang tay. Điểm cho đội anh Khanh 3-1. Đập bóng tốt. Điểm cho đội anh Chiếc 2-3. Điểm 2-3. Điểm cho đội anh Chiếc 3-0. Quá tốt. Điểm cho đội anh Thanh 4-3. Điểm cho đội anh Thanh 5-3. Lỗi kỹ thuật 2-3. Hai chạm rồi. Có bóng không vào lưới. Đội anh Chiếc 4-5. Bóng còn. Bóng ngoài. Điểm cho đội anh Thanh 6-4. Điểm 6-4. Mời ủa hai đội có đổi sân không? Đổi sân. Hai đội mời hai đội đổi sân. Do gà. Anh Khanh 7-4. Điểm cho đội anh Chiếc 5-7. Ủa tao đi lướt rồi chứ mày gì mà ăn. Sao? Điểm cho đội anh Khanh 8-5. Bỏ bóng tốt. Điểm cho đội anh Chiếc 6-8. Điểm cho đội anh Chiếc 7-8. Bỏ bóng tốt. Điểm cho đội anh Khanh 9-7. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng tốt. Điểm cho đội anh Chiến 8-9. Đỡ bóng hỏng. Điểm cho đội anh Khanh 10-8. Đỡ bóng tốt. Điểm cho đội anh Chiến 9-10. Quá quy lực. Điểm cho đội anh Thanh 11-9. Hai đội lưu ý điểm rồi. Cuối nó đưa đi luôn á, nãy giờ nó kéo đi đi không á. Bỏ bóng tốt, kết thúc tem Khanh thắng 2-1.